Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. 5 trên 10 huyện thành phố tại Nam Định cho học sinh học trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19. Hưng Yên các địa phương nâng cao ý thức phòng chống dịch. Đà Lạt được trao giải thưởng thành phố du lịch thông minh. Quảng Ngãi huyện miền núi Trà Bồng nỗ lực dập dịch sốt xuất huyết. Trước việc ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19 tại xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, để đảm bảo công tác trong phòng chống dịch và bóc tách truy vết F0, F1, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường tạm thời cho hơn 16.000 học sinh của 37 trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nghỉ học đến hết ngày 14 tháng 11. Riêng học sinh tại xã Bản Giang sẽ nghỉ học cho đến khi nào cơ quan chức năng đánh giá là vùng an toàn thì mới cho học sinh trở lại trường học. Qua rà soát thống kê các trường hợp có liên quan người nghi mắc COVID-19 tại xã Bản Giang, có 21 học sinh tiếp xúc gần với ca nghi mắc. Trong thời gian học sinh tạm thời nghỉ học, phòng chỉ đạo các trường bố trí lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các xã làm tốt công tác tuyên truyền cho các công dân trên địa bàn về tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Duy trì việc giao bài tập, các kiến thức ôn tập cho học sinh trong thời gian tạm nghỉ học để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng chung của ngành. Còn tại tỉnh Nam Định, nhiều học sinh mắc COVID-19 đang phải thực hiện cách ly điều trị. Tỉnh Nam Định đã có 5 trên 10 huyện thành phố chuyển từ hình thức học tập trực tiếp tại trường sang học trực tuyến để phòng chống dịch bệnh lây lan. Học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, công lập và ngoài công lập, trung tâm ngoại ngữ tại các huyện Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy, Mỹ Lộc, nơi đã ghi nhận chùm ca bệnh trong cộng đồng, có yếu tố dịch tễ phức tạp, diễn biến nhanh, tạm dừng việc đến trường, chuyển các hoạt động giáo dục cũng như hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Riêng thành phố Nam Định đã áp dụng từ chiều ngày 27 tháng 10. 5 huyện còn lại tiếp tục duy trì trạng thái bình thường mới, tổ chức dạy học theo kế hoạch, song phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh. Cùng với việc chuyển đổi hình thức học tập, Nam Định cũng tạm dừng hoạt động cơ sở kinh doanh, cà phê tại các huyện, thành phố. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên phát hiện thêm một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại phường Cam Giá không rõ nguồn lây, có dịch tễ phức tạp, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Hiện lực lượng chức năng thành phố Thái Nguyên tiếp tục truy vết các trường hợp F1 và F2 của các ca F0 tại phường Cam Giá. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng chỉ đạo tăng cường thêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Theo đó, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tạm dừng việc kinh doanh ăn uống tại chỗ, chỉ được bán mang về cho đến khi có thông báo mới để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm diện rộng. Đối với các siêu thị, chợ và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu phải đảm bảo giãn cách, trang bị tấm chắn giọt bắn, quản lý danh sách khách hàng và đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đã lập 5 điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19 tại một số tuyến đường ra vào thành phố. Nhằm ngăn chặn tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm. Ngay sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên đã lập 5 chốt kiểm soát tại khu vực phong tỏa, đồng thời thành lập các tổ tuần tra giám sát chặt chẽ các trường hợp thực hiện cách ly tại nhà. Chúng tôi đi tất cả các hộ, đi từng ngõ gõ từng nhà và chúng tôi khai báo trình tự là F2 liên quan F1 ở đơn vị nào và chúng tôi lấy số điện thoại và hai chúng tôi đi treo biển ngay tại cổng. Cả các gia đình có trường hợp F2 đều thực hiện cách ly tại nhà theo quy định và tại cổng nhà đều có dán thông báo điểm cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 gia đình có F2 và hàng ngày đều khai báo y tế qua sổ sức khỏe điện tử và PC COVID. Cả chúng tôi đã đang quản lý các F1, F2, đặc biệt là F2 là đang cách ly tại nhà và chúng tôi đã dán biển để cách ly tại nhà đối với các trường hợp là theo đúng quy định của phòng chống dịch bệnh. Để đảm bảo công tác chống dịch, tỉnh Lào Cai cũng tạm thời thông báo dừng học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn hai huyện Bảo Yên và Văn Bàn. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm yêu cầu tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu nhằm tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của các cấp các ngành trong công tác phòng chống dịch, thì ý thức của mỗi người dân trong công tác phòng chống dịch là thực sự quan trọng và cần thiết để chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Kể từ ngày 4 tháng 11 đến nay, trên địa bàn huyện đã phát hiện 12 ca dương tính với COVID-19.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Kim Động đã thiết lập vùng phong tỏa đối với thôn Vĩnh Tiền, xã Đồng Thanh, thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân và xóm 9, khu dân cư An Xá, xã Toàn Thắng. Nhìn chung công tác phòng chống dịch trên địa bàn được thực hiện nghiêm, các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, quán ăn chấp hành nghiêm chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện. Dịch COVID-19 lây lan rộng khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng không nhỏ. Dù đã chọn được ngày tổ chức đám cưới, nhưng nhiều gia đình ở xã Hiệp Cường cũng hoãn lại để phòng chống dịch. Cùng với đó, việc tổ chức tang lễ văn minh không kéo dài thời gian cũng được các gia đình thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định. Sau khi cụ nhà tôi qua đời, ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã có đến ký cam kết thực hiện công tác phòng chống dịch, đảm bảo giữ khoảng cách. Đối với khách đến viếng thì chúng tôi có kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay. Thực hiện công văn chỉ đạo của chủ tịch ủy ban huyện, chúng tôi đã dừng 3 đám cưới, còn riêng đám hiếu thì chúng tôi hạn chế và chúng tôi thực hiện nghiêm cái công tác phòng chống dịch. Gia đình có người mất thì chúng tôi cử lực lượng công an và cán bộ y tế xuống tại gia đình làm biên bản cam kết và hướng dẫn công tác phòng chống dịch. Là nơi cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày, chợ siêu thị cũng là địa điểm được cho là tiềm ẩn rủi ro và nguy cơ lây lan dịch bệnh cao do tập trung đông người. Do đó, việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ luôn được chú trọng quan tâm. Bên cạnh đó, các nhà hàng quán ăn trên địa bàn thành phố cũng thực hiện rất nghiêm các quy định phòng chống dịch. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban thành phố thì quán em từ lúc có công văn thì quán em sẽ mở bán ship từ 6 giờ đến 20 giờ và sẽ không phục vụ ăn uống tại chỗ. Khách đến thì sẽ 100% phải đeo khẩu trang, xịt khuẩn ở cửa bên em sẽ có một cái chai xịt khuẩn và phải ngồi giãn cách. Hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp với gần 100 ca mắc COVID-19 tại nhiều ổ dịch. Vì vậy, đòi hỏi mỗi người dân cần tiếp tục phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của tỉnh. Trước mắt, thực hiện nghiêm các biện pháp không tụ tập đông người, thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, ngành đường sắt đang nhận đăng ký mua vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 cho các đối tượng ưu tiên là các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội và hành khách đã bảo lưu tiền vé trong năm 2021. Số lượng đăng ký vé tập thể cả lượt đi và lượt về, mỗi lượt từ 5 vé trở lên. Thời gian bán vé dự kiến dành cho các đối tượng khách hàng này từ 8 giờ ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 11 năm 2021. Về kế hoạch chạy tàu Tết, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhu cầu đi lại của người dân giảm nên trước mắt, ngành đường sắt dự kiến chạy 4 đôi tàu thống nhất Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 3 ngày vận hành khai thác tàu đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông, rất đông người dân đã đến khu vực nhà ga để trải nghiệm tàu đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông. Trước đó, theo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Đường sắt Đô thị Hà Nội, trong ngày đầu tiên đưa vào khai thác tàu Cát Linh Hà Đông đã chạy 109 lượt chở khách, có 25.680 người vào các ga để đi tàu, trong đó 30,1% số người vào ga đầu tuyến Cát Linh, 20,2% vào ga cuối tuyến Yên Nghĩa và 49,7% vào 10 ga dọc tuyến. Trong 15 ngày đầu vận hành, phía công ty vận hành sẽ mở cửa miễn phí với hành khách đi tàu Cát Linh Hà Đông. Người dân cũng nên cân nhắc vì hiện số người trải nghiệm đi tàu khá đông, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2021, số lao động tại hai khu công nghiệp Lộc Sơn và Phú Hội giảm trên 3.900 người, trong đó lao động phổ thông gần 2.700 người, lao động chuyên môn kỹ thuật và quản lý trên 1.200 người. Nguyên nhân giảm số lao động là do dịch COVID-19 lần thứ tư kéo dài, dẫn đến 27 doanh nghiệp dừng hoạt động do không đáp ứng phương án 3 tại chỗ, 13 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc giảm quy mô. Hiện tại khu công nghiệp Lộc Sơn và Phú Hội có 48 dự án hoạt động, tổng diện tích sử dụng đất hơn 182 ha. Trong đó 18 doanh nghiệp FDI và 30 doanh nghiệp dân doanh, dự kiến nhu cầu lao động trong năm 2022 của hai khu công nghiệp nêu trên là khoảng 2.000 người, gồm trên 1.888 lao động phổ thông, trên 80 lao động chuyên môn kỹ thuật và lao động quản lý, tương ứng đáp ứng nhu cầu 100% lao động nội tỉnh, 97% lao động ngoại tỉnh.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 tới đây, Trung Quốc sẽ áp dụng nhiều chính sách mới trong việc kiểm tra điều kiện hàng hóa nông sản nhập khẩu vào nước này. Tới nay chỉ còn hơn 2 tháng để Việt Nam chuẩn bị các điều kiện cần và đủ cho các doanh nghiệp để xuất khẩu hàng hóa sang nước bạn. Tuy nhiên tới nay việc hướng dẫn các thủ tục đang bị ách tắc khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu như ngồi trên đống lửa. Tổng công ty thương mại Hà Nội Havro hàng năm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khoảng 15 đến 20 triệu đô la Mỹ, trong đó mặt hàng chủ lực là hạt điều, hạt tiêu và gạo. Tới đây khi Trung Quốc thực hiện các quy định của lệnh 248-249, việc xuất khẩu của doanh nghiệp bị siết chặt hơn, nhất là về mặt hồ sơ, mẫu mã và truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, công ty này cho rằng hầu hết các nước chỉ kiểm soát cấp phép chặt về hàng hóa, việc kiểm soát cấp phép doanh nghiệp rất ít nước trên thế giới thực hiện. Trung Quốc ở đây thì họ lại áp dụng cả visa doanh nghiệp. Và những cái này thì nó sẽ sinh ra một cái mối quan hệ là xin cho. Cũng giống như là ta đi vào Trung Quốc, ta phải xin visa. Vậy thì xin visa, cái việc bạn có cấp không, nó lại là một nội dung khác. Đấy, cũng chính vì thế nên là các cái doanh nghiệp, nhất là cái doanh nghiệp làm cái thực phẩm chế biến mà xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc thì hiện tại trong giai đoạn này là còn thời gian là hơn 3 tháng nữa, nhưng cũng rất là loay hoay với lại cái quy định từ phía bạn. Cũng có ý kiến cho rằng những quy định nhập khẩu mới từ Trung Quốc sẽ giúp các doanh nghiệp xuất khẩu tiệm cận hơn các tiêu chuẩn châu Á, châu Âu. Qua đó, nông sản Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang các thị trường lớn, không còn loay hoay ở con đường tiểu ngạch. Tuy nhiên, thời gian áp dụng các quy định mới đang cận kề. Trong khi đó, hướng dẫn từ các bộ ngành liên quan của Việt Nam vẫn chưa cụ thể, sẽ khiến nhiều doanh nghiệp chưa thể thích ứng kịp. Văn phòng cũng đã chủ động trình lãnh đạo bộ và trình Thủ tướng Chính phủ, cũng đã được Thủ tướng đồng ý cho xây dựng cái đề án để nâng cao năng lực thực thi các hiệp của Hiệp định SCF của WTO và các cam kết về SCF, đặc biệt là khi Việt Nam tham gia các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Và hy vọng là cuối năm 2021 thì Bộ Nông nghiệp sẽ trình Thủ tướng để ban hành cái đề án này, và đây là cái giải pháp tổng thể làm sao để chúng ta thích ứng được với cái việc thay đổi các biện pháp SCF của các thị trường trên thế giới để góp phần cái thúc đẩy xuất khẩu nông sản. Lệnh số 248 về quy định quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và lệnh số 249 về biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các lệnh này nhằm bảo hộ cho người tiêu dùng trong nước của Trung Quốc cũng như bảo hộ hàng hóa trong nước. Có thể thấy Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò là thị trường lớn trong xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Theo thống kê, trong 8 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc đạt 4,3 tỷ đô la Mỹ. Do đó, việc ban hành các hướng dẫn theo lệnh 248-249 tới đây của Trung Quốc là việc làm cần thiết, tránh tình trạng không đủ điều kiện để xuất khẩu. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2022 thì phía Trung Quốc sẽ chính thức là áp dụng hai cái lệnh là 248 và 249. Thì thứ nhất là cái lệnh 248 thì nó sẽ quy định bắt buộc về cái việc là đối với các cái doanh nghiệp của chúng ta hay là đăng ký doanh nghiệp mà xuất khẩu hoặc là cái thực phẩm hay các cái nông sản sang thị Trung Quốc. Trước hết thì doanh nghiệp phải bảo đảm đầy đủ các cái hồ sơ. Đấy, và theo đúng các cái hướng dẫn của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Thế sau đó là có cái sự xác nhận và kiểm tra của trước hết là của cơ quan nhà nước của Việt Nam. Thì để làm được cái việc này thì các cái doanh nghiệp thì phải chuẩn bị rất là đầy đủ cái hồ sơ. Và cái lệnh thứ hai hay cái chính sách thứ hai của Trung Quốc đó là cái lệnh 249. Thì cái này là nó đưa ra tăng cường, phải hiểu là tăng cường các cái biện pháp quản lý về an toàn thực phẩm đối với nông sản của nhiều nước, trong đó có Việt Nam, xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Thực chất mà nói là trong thời gian qua là chúng ta cũng đã xuất rồi, và doanh nghiệp thì cũng về cơ bản là đáp ứng được các yêu cầu về và các quy định về an toàn thực phẩm của họ. Thì có cái lần này là nó gần như là các tăng cường thêm các biện pháp, tức là doanh nghiệp nào xuất khẩu đi thì phải có đăng ký, hay nói khác để cơ quan quản lý nhà nước, và đây là trực tiếp vào Tổng cục Hải quan, nó biết rằng là Việt Nam sẽ có ngân này, ví dụ cái số lượng doanh nghiệp là xuất khẩu là các cái thực phẩm trong đó. Cái thứ hai nữa là xuất khẩu là những cái sản phẩm gì. Đấy, thì các cái tiêu chí liên quan tới cái gọi vùng lúc nay là các cái việc về kiểm tra cái an toàn thực phẩm thì cho đến giờ là không thay đổi, mà nó chỉ gọi là yêu cầu để họ kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hơn bằng các cái thủ tục như tôi vừa nói, thủ tục đăng ký thế nào, rồi thủ tục các cái sản phẩm và để đăng ký cái sản phẩm nó sang thế nào. Cả tức là có hai loại, một là liên quan đến an toàn thực phẩm là cái chỉ tiêu tôi vừa nói,
Hai nữa là đối với doanh nghiệp đấy, phải đăng ký một cái chính thức cho họ quản lý. Nếu mà chuẩn bị tốt đấy, và người ta cũng gọi là hợp tác thiện chí với chúng ta bằng các cái hình thức là hướng dẫn cụ thể hơn và kiểm tra một cách nhanh chóng, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể thực hiện được. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đề án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025 và đề án quản lý đăng ký khách du lịch lưu trú qua mạng Internet trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng chủ trì với sự hỗ trợ phát triển công nghệ của VNPT Lâm Đồng vừa đặt giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021 của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam VINASA. Giải thưởng Thành phố Du lịch Thông minh là một trong 14 hạng mục Giải thưởng Thành phố Thông minh 2021, ghi nhận việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các giải pháp giúp thành phố, đô thị trở nên thông minh hơn, mang lại tiện ích cho người dân khi sử dụng các chương trình chuyển đổi số. Trong đó, đề án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025 cung cấp các giải pháp thông minh trên nền tảng công nghệ thông tin. Các phần mềm ứng dụng thuộc khuôn khổ đề án được xây dựng để du khách có thể thực hiện toàn bộ một chương trình du lịch qua hệ thống Internet. Đến thời điểm hiện tại, thành phố du lịch thông minh đã số hóa và cung cấp thông tin của 1.276 khách sạn, 778 nhà hàng, 506 điểm giải trí, 107 điểm du lịch, 85 điểm mua sắm trên cổng thông tin và ứng dụng du lịch. Tổng số lượt truy cập dịch vụ trên phần mềm là hơn 14 triệu lượt, tổng số lượt tải ứng dụng gần 20.000 lượt, góp phần quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp với khách du lịch trong và ngoài nước, hỗ trợ công tác quản lý và định hướng phát triển ngành du lịch. Mới đây, thì hai ngư dân ở thôn Yên Điểm, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà ra khơi đánh bắt hải sản trên vùng biển xã Thịnh Lộc đã bị sóng gió đánh lật thuyền. Nhưng rất may cả hai đã bơi được vào bờ và trở về nhà an toàn. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 8 tháng 11, ông Võ Hồng Thưởng và ông Võ Hồng Thống ở thôn Yên Điểm, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Thịnh Lộc cách bờ khoảng hơn 2 hải lý thì gặp sóng to gió lớn làm lật thuyền. Khi thuyền bị lật, cả hai người đều mặc áo phao. Sau gần 3 giờ đồng hồ trôi dạt trên biển, cả hai người đã bơi được vào bờ và trở về nhà an toàn. Còn thuyền và ngư cụ đánh bắt đã bị sóng gió cuốn mất. Qua sự việc cho thấy, mỗi khi ra khơi đánh bắt trên biển, bà con ngư dân cần theo dõi sát tình hình thời tiết và trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ, trong đó có áo phao và phao bơi đề phòng khi sự cố xảy ra. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo xã Thịnh Lộc đã đến thăm hỏi động viên hai gia đình. Cùng với ngăn chặn dịch COVID-19 tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Nam, trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng lây lan ra diện rộng, chính quyền và ngành y tế địa phương đang khẩn trương triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đối phó nhằm sớm dập tắt các ổ dịch, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Tính từ ngày 15 tháng 9 đến nay, tại khoa nội nhi lây Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng đã tiếp nhận và điều trị cho 67 bệnh nhân bị sốt xuất huyết, trong đó có 2 trường hợp nặng phải chuyển viện về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt, hầu hết bệnh nhân là người dân hai thôn Bình Tân và Bình Trung, xã Trà Bình. Phần anh em đi xuống chỗ địa bàn kết hợp với các y bác sĩ của trạm y tế xã Trà Bình và ủy ban dân xã Trà Bình thì tăng cường tuyên truyền cho nhân dân là trong cái mùa dịch COVID-19 và dịch sốt xuất huyết thì cũng dễ nhầm lẫn, nên là nó có biểu hiện gì phải đến cơ sở y tế để khám xét nghiệm ngay. Các bệnh nhân khi nhập viện đều có triệu chứng sốt cao, đau đầu, mệt mỏi. Nhiều bệnh nhân nặng, tiểu cầu giảm sâu. Các y bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng đã tích cực điều trị, thăm khám. Các bệnh nhân hạ nhiệt, bù nước và nâng cao thể trạng bằng uống C, thuốc cơm, chanh đường và hỗ trợ tư vấn bệnh nhân là nằm mùng. Còn bệnh nhân ở đây qua 5 ngày điều trị thì họ xét nghiệm, siêu âm và chụp X-quang ổn định thì bệnh nhân cũng ra viện. Theo Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng, nơi phát sinh mầm bệnh là tại khu vực chợ Trà Bình. Đây cũng là nơi có nhiều ca bệnh nhất trong thời gian đầu. Nhiều trường hợp cả nhà đều mắc bệnh. Ngoài số người nhập viện điều trị thì còn rất nhiều người tự điều trị tại nhà. Đầu dịch của Y tế dự phòng của huyện phối hợp với địa phương tiến hành là phun các cái điểm mà dịch và đồng thời là tuyên truyền cho người dân. Trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng, ngành y tế và chính quyền huyện Trà Bồng đang nỗ lực triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Ngoài ra, tập trung điều trị cho các bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.
Chương trình Nhìn từ phố Hiến hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.